Mày, mày, não này. Lần sau không đóng đủ thì liệu hôn. Biết nghe lời ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Ông là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Thứ này sẽ giúp cho ngươi thao túng được thời gian. Thôi, ta đi đây. Không lẽ nó có hiệu lực thật? Hay lắm, chúng mày đợi đấy. Kìa, chào chú em. Vết thương khỏi chưa? Hôm nay cầm đủ chứ? Nghe lời thì anh thương. Tao sẽ không cho chúng mày bất cứ thứ gì hết. Kìa, hôm qua bị ăn đòn, nay mất nhận thức à? Mày làm cái gì đây? Tao hỏi mày câu đấy đấy. Sao mày đánh tao? Mày đánh tao trước ấy. Tao có biết gì đâu. Từ từ, mày bình tĩnh. Hôm nay mày sẽ phải trả giá. Mạnh miệng gớm nhỉ. Sao lại thế được? Mày nghĩ mình mày có?